sau trận gặp Hà Tĩnh thì đội toàn đội chuẩn bị kỹ cho trận gặp Gia Lai, tinh thần anh em đều tốt. Hoàng Anh Gia Lai là một tập thể tốt, người ta chơi cùng nhau từ nhỏ lên trên chuyên nghiệp thì chơi cùng nhau là một tập thể đoàn kết. Ngoại binh Gia Lai cũng tốt. Nổi bật của Gia Lai mà mình cần phải quan tâm nhiều là Văn Toàn. Toàn đội là giành điểm số cao nhất. Được vào sân thì mục tiêu em là cùng đồng đội thi đấu tốt để tăng người hâm mộ. Thì tại lâu rồi đội toàn đội là toàn hòa và thua. Mục tiêu của em là ghi bàn giúp đội giành chiến thắng. Mong là cổ động viên xa như gần đi xem trực tiếp hoặc qua TV hoặc là ở xa thì luôn đồng hành cùng đội